Và sau đây là những phần tin liên quan đến Việt Nam thưa quý vị. Một cụ bà 93 tuổi bay từ Mỹ về Tân Sơn Nhất, bị sốc nhiệt và bị loạn thần. Không rõ cụ bà này là Việt kiều Mỹ hay là người từ Việt Nam sang Mỹ để thăm thân nhân và trở về. Nguyên nhân được hiểu là do tranh lệch nhiệt độ và trời nắng nóng tại Sài Gòn. Báo Thanh Niên vào hôm 12 tháng 2 dẫn lời bác sĩ Nguyễn Thị Minh Đức, trưởng khoa hội thần kinh thuộc Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết là bệnh nhân khi nhập viện có biểu hiện sốt cao và kích động. Qua thăm khám, bà cụ bị sốt 40 độ C, huyết áp cao, có bệnh nền rối loạn lipid máu, tiền căn rối loạn giấc ngủ và có nguy cơ té ngã cao. Ở tại bệnh viện, các bác sĩ phải ôm bà để nhân viên điều dưỡng trích thuốc an thần trước khi đưa bà đến khoa nội thần kinh. Sau một đêm nằm viện, bà đã tỉnh táo, đi lại tốt và được các bác sĩ cho xuất viện. Báo Thanh niên dẫn lời khuyến cáo của bác sĩ Minh Đức. Việc di chuyển một chặng đường bay dài kèm theo việc thay đổi nhiệt độ môi trường bên ngoài đột ngột khiến cho những người cao niên trở và trẻ em rất dễ bị sốc nhiệt, nhất là với những người đi từ các nước ôn đới hay là hàn đới về Việt Nam. Vì thế, những người này cần phải uống đủ nước, sau mỗi 2 hay là 3 giờ nên đi lại ở trong khoang để máu huyết lưu thông. Chính phủ Việt Nam đề nghị những người Việt Nam vô chơi casino phải có lợi tức mỗi tháng từ 428 Mỹ Kim trở lên. Đây là một trong những nội dung mới của dự thảo luật về kinh doanh casino của Chính phủ Việt Nam. Các giấy tờ chứng minh về lợi tức bao gồm chứng thực lợi tức hàng tháng kèm theo bản sao kê trương mục ngân hàng và xác nhận lợi tức cũng như bản lương hàng tháng hoặc là quyết định trả lương có xác nhận của cơ quan trong 3 tháng gần nhất kể từ ngày vào chơi bài ở casino. Ngoài ra, thì hợp đồng thuê nhà, sổ tiết kiệm gửi ngân hàng, bản sao kê chương mục ngân hàng từ một năm trở lên và phải có phát sinh tiền lời hàng tháng từ 428 Mỹ Kim đổ lên, cũng có thể dùng để làm giấy tờ chứng minh về lợi tức khi vào chơi trong các casino. Người chơi bài có thể nộp nhiều hồ sơ để chứng minh tổng số tiền lợi tức thường xuyên. Còn về phía casino, phải lưu trữ hồ sơ chứng minh lợi tức của những người chơi bài trong 5 năm. Các đơn vị xác nhận, bản chứng thực phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các chứng từ. Hiện nay, cả nước Việt Nam có 9 casino được pháp phép hoạt động tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bà Rịa Vũng Tàu và Kiên Giang. Trong đó, casino tại Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang đang là nơi duy nhất cho người Việt Nam vào chơi với điều kiện phải đủ 21 tuổi và có năng lực về tài chánh. Đội Việt Nam và Pakistan cứu một thiếu niên 14 tuổi ra khỏi đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ. 7 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 2, đội cứu nạn Việt Nam đã tiếp cận được với hiện trường của tòa nhà đổ nát sau thảm họa động đất ở tại thành phố Adiyaman. Thông tin chính xác vào thời điểm đó là có 10 người đã bị vùi lấp. Lúc 18 giờ 30 cùng ngày, sau khi nhận được thông tin của lực lượng cứu nạn Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn Việt Nam đã phát hiện dấu hiệu của sự sống ở trong đống đổ nát. Sau đó 2 tiếng, đội cứu nạn của quân đội Pakistan đã làm nhiệm vụ ngay sau hông của tòa nhà. Họ cũng dùng sóng siêu âm và phát hiện ở tại đây có sự sống. Hai đội này phối hợp với nhau để cùng tiếp cận theo các hướng. Lúc 22 giờ 10, đội Pakistan tiến vào theo hướng hông của tòa nhà và đã đưa được một thiếu niên khoảng 14 tuổi ra khỏi đống đổ nát. Ngay sau đó, đội trưởng của đội cứu nạn Pakistan đã đến gặp Đại tá Nguyễn Minh Khương là trưởng đoàn của đội Việt Nam để cảm ơn sự phối hợp hiệu quả, phát hiện nạn nhân, dọn dẹp hiện trường để họ có thể đưa nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm an toàn. Bắt tạm gia một nữ công chức địa chánh xã vòi vĩnh tiền của dân. Vào ngày 12 tháng 2, Công an của tỉnh Nghệ An cho hay họ vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Chu Thị Điệp, 41 tuổi, một công chức địa chánh của xã để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an nhận được phản ánh của người dân về việc khi nộp hồ sơ đề nghị cấp phát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị bà Chu Thị Điệp cố tình gây khó dễ, viện ra nhiều thủ tục rườm rà và bắt người dân phải đi lại nhiều lần. Từ đó, bà ta gợi ý cũng như vòi vĩnh tiền của người dân để làm các thủ tục về đất đai. Qua điều tra thì công an phát hiện, bà này đã chiếm đoạt 848 Mỹ Kim của một người có nhu cầu về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay, vụ án này đang được mở rộng điều tra. Trước đó, công an của Nghệ An cũng ra cũng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam với ông Hồ Sĩ Bình, là một công chức địa chánh của xã, để điều tra về việc lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Ông ta đã tẩy xóa ranh giới giữa các thửa đất để chuyển nhượng trái phép hơn 400 mét vuông đất nông nghiệp vào đất vườn cho các gia đình. Sau đó, bị can này đã tiếp tục nâng hạn mức về đất ở và tách thửa gây thiệt hại cho chính phủ gần 42.000 Mỹ Kim. Việt Nam làm Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Đa dạng Văn hóa UNESCO. Tại cuộc họp lần thứ 16 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước về Bảo vệ và Phát huy sự đa dạng, các biểu đạt văn hóa của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, tức là UNESCO, vào ngày 11 tháng 2 ở tại nước Pháp. Việt Nam được tín nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Đa dạng Văn hóa, đại diện cho khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Sự kiện này gồm có 400 đại biểu và quan sát viên từ 24 quốc gia và thành viên của ủy ban của gần 100 nước và các tổ chức quốc tế, các tổ chức văn hóa và nghệ thuật. Các quốc gia thành viên công ước về bảo vệ và phát huy sự đa dạng các biểu đạt văn hóa đánh giá cao chính sách và những biện pháp thiết thực của Việt Nam nhằm bảo vệ và phát triển văn hóa ở trong đại dịch và trong quá trình toàn cầu hóa và số hóa. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời bà Đại sứ Hồng Vân, việc làm Phó Chủ tịch sẽ giúp Việt Nam thuận lợi, hoàn thiện các mục tiêu và ưu tiên của Công ước 2005. Phát triển văn hóa, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Do biển số xe giả tràn lan nên các chủ xe có biển số thật bị lao đao vì việc đăng bộ xe việc phạt nguội những năm gần đây được áp dụng ở nhiều tỉnh thành ở việt nam nhằm răng đe và xử phạt những trường hợp vi phạm luật giao thông được camera của cảnh sát giao thông ghi lại tuy nhiên có nhiều chủ xe đã sử dụng các thủ thuật là dán giấy vào biển số xe hoặc là sử dụng những biển số xe giả để tránh bị phạt nguội gây ảnh hưởng tới những xe có biển số thật Nhật Báo Dinh trong nước đưa tin, vào ngày 10 tháng 2 vừa qua, một phụ nữ tại Sài Gòn đã tới trung tâm đăng bộ xe để thực hiện việc kiểm định. Khi tới nơi, phụ nữ này được thông báo là xe của bà bị từ chối đăng kiểm do còn nợ tiền phạt chưa giải quyết. Theo phụ nữ này cho hay, thì bà nhận được giấy phạt do lỗi đậu xe nơi có bản cấm tại Đà Nẵng vào ngày 29 tháng 10 năm 2020. Nhưng khi đối chứng hình ảnh với công an thì bà phát hiện rằng xe của bà và chiếc xe bị chụp hình lại trên giấy phạt là hoàn toàn khác nhau. Rồi trước đó thì một người đàn ông khác ở Nam Định cũng gặp trường hợp chiếc xe Honda CRV của ông bị từ chối cho đăng bộ vì có 4 lỗi phạt từ năm 2021. Sau khi kiểm tra hình ảnh từ camera giao thông, người này phát hiện ra nhiều điểm khác nhau giữa chiếc xe của ông và chiếc xe vi phạm lỗi về cửa sổ và màu sắc vân vân. Sau một tuần làm hồ sơ khiếu nại và đi qua đi lại giữa Nam Định và Hà Nội để xác minh thì xe của người này đã được đăng bộ theo quy định mà không phải trả các khoản phạt kia. Thị trường xe hơi Việt Nam phát triển cao hàng thứ hai tại Đông Nam Á theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi Đông Nam Á, tức là AAF, có 7 thị trường tiêu thụ xe hơi nhiều nhất ở trong khu vực, gồm có Indonesia, Thái Lan, Mã Lai, Việt Nam, Philippines, Singapore, Miến Điện. Trong số này, thì Mã Lai đứng đầu về mức tăng trưởng đến 41.6%, còn Việt Nam thì xếp hạng thứ hai là 33%. Xét về quy mô, thì tiêu thụ xe hơi của Indonesia dẫn đầu trong khu vực. Đây cũng là thị trường duy nhất vượt mức 1 triệu chiếc xe. Thái Lan xếp hạng 2 với doanh số là gần 850.000 xe. Mã Lai và Việt Nam lần lượt xếp các vị trí kế tiếp. Năm 2022, chỉ hai thị trường Singapore và Miến Điện ghi nhận mức tăng trưởng âm. Doanh số tổng hơn 3.4 triệu chiếc xe của nhóm các nước tiêu thụ chính ở Đông Nam Á vẫn còn khá nhỏ so với nhiều thị trường lớn ở trên thế giới. Ví dụ như Trung Quốc có 26.8 triệu chiếc, Hoa Kỳ 13.8 triệu, Ấn Độ 4.3 triệu, Nhật Bản là 4.1 Riêng Việt Nam, mức tiêu thụ xe hơn nửa triệu chiếc trong năm 2022 là mức cao nhất từ khi ngành công nghiệp xe hơi trong nước thành hình vào những thập niên 90. Theo các chuyên gia ở trong ngành, thì tiềm năng của thị trường xe hơi Việt Nam vẫn còn lớn và sẽ còn tiếp tục mở rộng trong những năm tới. Bộ Nội vụ Việt Nam vừa có văn bản trả lời gửi cho tỉnh Lào Cai về đề nghị của cử tri của tỉnh này liên quan tới việc cần phải có văn bản hướng dẫn về việc quản lý đối với hoạt động tín ngưỡng để cho các địa phương thực hiện. Bộ Nội vụ Việt Nam cho hay hiện nay thì cơ sở pháp lý để giải quyết vấn đề liên quan tới tín ngưỡng căn cứ vào nhiều bộ luật khác nhau, nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống gây khó khăn trong việc kiểm soát. Điện thờ tư gia không được công nhận là cơ sở tín ngưỡng, hoạt động tín ngưỡng tại các điện thờ tư gia chỉ được phục vụ riêng cho gia đình mà thôi trong thời gian qua, việc tổ chức các hoạt động hầu đồng và thực hiện tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt Nam vẫn để xảy ra những hiện tượng phản cảm sai lệch với bản chất của di sản Việt Nam, chẳng hạn như tổ chức hầu đồng không đúng không gian tâm linh, sử dụng nhiều vàng mã và đồ lễ đắt tiền để chia và phát lộc trong lễ hầu đồng, lợi dụng hầu đồng, niềm tin của người dân để trục lợi và kiếm tiền. Nhật báo Tuổi Trẻ Trong nước đưa tin, trước đó vào ngày 10 tháng 2, có cô đồng tên là Trương Thị Hương bị Công an tỉnh Hải Dương xử phạt 7 triệu 500 ngàn đồng vì đã cổ suý cho mê tín dị đoan với lời khuyên của cô đó là nếu đúng thì nhận, nếu sai thì cứ cãi. Đến đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin địa phương.